Chào tất cả mọi người nhá. Này này, Hiếu đây, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhá. Coi hỏi xem có cách nào phát triển kênh YouTube được. Mọi người để ý mình gọi. Alo, chị Google à? Chị đây a hi hi. Vâng. Xin trân trọng giới thiệu với chị em là Lê Đình Hiếu Vlog. Chào em Lê Đình Hiếu Vlog. Chị có rảnh không em nói chuyện với chị một chút nhỉ? Chị ở đây từ chiều. Chả là thế này, em có kênh YouTube cũng làm 6 tháng nay rồi mà chậm phát triển. Chị cách nào giúp em đạt nhanh 1 triệu sắp? Ui trời, tưởng gì cái này chị giúp được. À, có chị. Chị cách nào chị bảo em với. Nhà có ao không em? Em có ao mà. Ok em nhảy xuống ao đi. Nhảy xuống ao mà đạt. Chị giúp em đạt 1 triệu sắp. Em nhảy luôn. Vâng. Chị bảo em mặc quần à? Không mặc quần thì thôi. Rồi, bà em không mặc đâu. Em cởi luôn cái áo lên cho nó máu à. Rồi. Nếu mà được 1 triệu sắp thì em nhảy luôn. Ok em. Chị ở đây nhá. Ok em nhảy xuống ao đi. Rồi chị à. Em nhảy một lần nữa đi em. Dạ chị. Vâng. Nhớ đấy nhá. Ok em. Em nhảy xong rồi. Em nhảy một lần nữa đi em. Gì? Rét lắm chị ạ. Thế em có muốn 1 triệu sắp không? Vâng. Em nhảy một lần nữa đi em. Ủa em à?
Rét lắm, em không nhảy đâu. Chị tặng em một câu, xã hội này không làm mà cũng đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bòi ăn cức, muốn thành công thì phải trải qua đắng cay ngọt bùi.